Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh Khánh Hòa vừa tiến hành kiểm tra phát hiện một kho hàng thực phẩm ngoại nhập không rõ nguồn gốc xuất xứ tại phường Vĩnh Hòa, thành phố Nha Trang, tạm giữ hàng trăm thùng hàng hóa các loại không rõ nguồn gốc xuất xứ. Đây là các loại mặt hàng được các đối tượng buôn lậu nhập về để bán vào mùa Tết. Tổ công tác của Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh Khánh Hòa tiến hành kiểm tra kho hàng của công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại và phân phối 3P, địa chỉ tại số 65 lô 8, đường Hồ Sĩ Dương, phường Vĩnh Hòa, thành phố Nha Trang, do Nguyễn Văn Phương làm giám đốc. Thời điểm kiểm tra, lực lượng công an phát hiện bên trong kho hàng có chứa nhiều loại hàng hóa là thực phẩm do nước ngoài sản xuất như bánh kẹo, các loại hạt, rượu có dấu hiệu vi phạm về nguồn gốc xuất xứ nhãn mác. Chủ cơ sở không xuất trình được hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ của số hàng trên. Tổ công tác đã tiến hành niêm phong tạm giữ 388 thùng cắt tông hàng hóa, 8 thùng rượu, 2 thùng tem nhãn phụ để dán vào sản phẩm. Hiện vụ việc đang được đơn vị tiếp tục điều tra, xác minh để xử lý theo quy định của pháp luật.